ta sẽ giảm xuống một version là 0.13.0. Enter. Hy vọng là sẽ cài đặt thành công. Angular. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với khóa học học Angular trên trang chủ bài số 14. Ở bài này thì chúng ta sẽ lấy dữ liệu từ server. Đầu tiên chúng ta sẽ enable dịch vụ HTTPS lên. Chúng ta sẽ import thư viện HTTP Client Module vào trong file app.module.ts. Thuộc app.module.ts đây. Chúng ta sẽ import vào. Tiếp đến thì chúng ta sẽ sử dụng thư viện ở dưới này. Các bạn nhớ nhé, các cái thư viện này mod phải cách nhau bằng dấu phẩy. Nếu không có dấu phẩy thì sẽ bị lỗi ngay. Đây, các bạn thấy bôi đỏ ở dòng dưới ngay. Bạn có thể để dấu phẩy ở cuối cùng như thế này cũng sẽ không lỗi. Để khi nào chúng ta mà paste xuống phía dưới thì cũng không lỗi luôn. Ok. Quay lại bài học. Chúng ta sẽ mô phỏng một data server. Để làm được lúc này thì chúng ta sẽ sử dụng module in memory web API. Chúng ta sẽ dùng có lệnh để tạo ra một web API ngầm ở trong RAM của chúng ta để install được web API này thì chúng ta sẽ chạy có lệnh như sau: npm install Angular in memory web API chờ chờ save. Chúng ta sẽ mở folder chứa project của chúng ta và chúng ta sẽ paste câu lệnh vào đây. Có vẻ như việc copy paste đang vấn đề, tôi sẽ paste lại. Enter. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi để máy gen cho chúng ta. Có vẻ như là lỗi đã xảy ra. Chúng ta đang install web API mới nhất thì đang là thuộc Angular 14. Cho nên là chúng ta sẽ phải install phiên bản thấp hơn vì chúng ta đang sử dụng Angular phiên bản 13. Thì chúng ta sẽ paste lại câu lệnh và sửa một chút. Chúng ta sẽ a còng. Phiên bản mới nhất của Angular 14 sẽ là của phiên bản mới nhất của cái thư viện web API sẽ là 0.14.0 là của Angular 14. Chúng ta sẽ giảm xuống một version là 0.13.0. Enter. Hy vọng là sẽ cài đặt thành công. Trông như thế này thôi nhưng mà có vẻ là đã xong rồi đấy các bạn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục bài học. Chúng ta sẽ import thêm hai thư viện mới vào trong app.module.ts. Thư viện đầu thì ok, thư viện sau bị lỗi luôn. Chúng ta sẽ tiếp tục thêm code để cho nó bớt lỗi. Này, thiếu dấu đóng ngoặc. Cái tutorial này của trên Angular trên trang chủ vẫn nó còn nhiều bất cập. Chúng ta import thư viện xong bị lỗi thì không biết là do chúng ta viết sai cái gì, hay là thư viện bị lệch lạc gì, hay là chúng ta chưa code xong nên nó bị lỗi. Đề nghị là nếu mà các anh làm ra trang chủ Angular mà có nghe thấy tôi thì nên mà viết code theo thứ tự ngược lại, là chúng ta sẽ làm những code
có dán trước, xong đấy mới làm những cốt này, ví dụ như cốt này sau thì mới đỡ lỗi như thế này. Hôm nay chúng ta import vào lỗi luôn. À, chúng ta sẽ tiếp tục bài học để lỗi này nó mất đi. Rồi, chúng ta sẽ copy câu lệnh để tạo service này. Chúng ta sẽ mở màn hình đen lên. Sẽ dùng Ctrl C. No. Đấy, thực ra đã xong rồi đấy. Chúng ta không tắt cái job của chúng ta, tắt job của chúng ta nhưng mà cũng thoát ra, tại vì job đã xong rồi. Ta paste câu lệnh generate service, copy lại, enter. Sau khi service tạo xong thì chúng ta sẽ thay thế code ở trong service này bằng đoạn này. Có vẻ như là chúng ta đã tạo xong service rồi đây. Đây, thay thế code cũ bằng code mới, Ctrl F. Đấy, bây giờ chúng ta paste cái memory data service này thì đoạn này mới hết lỗi. Đề nghị là mọi người hãy trang chủ quan là hãy tạo file này trước ở trong tutorial được, nếu update lần sau rồi mới import thư viện vào đây cho nó đỡ lỗi nhé. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đi vào phần tiếp theo. Đấy là chúng ta sử dụng header này, số HTTP client này, mình sẽ thêm mới. Ok, tiếp đến là xin lỗi các bạn, tôi đã chuyển sang từ trang tiếp theo. Tiếp đến là ở contractor của cái service hello service.ts. Ở đây thì chúng ta sẽ sửa cái constructor này. Chúng ta thêm mới một cái HTTP client. Tôi sẽ copy và thay thế lại cái constructor ở đây. À, trước khi đấy chúng ta phải import thư viện này vào hero.svg.ts chứ không phải là ở module.js. Xin lỗi các bạn. Ok, tiếp đến thì trong hero.service.js thì chúng ta sẽ thêm một hàm lốc này. Lốc này để thêm lock vào cái hero service này để được vào đấy. Tiếp đến thì chúng ta sẽ thêm một biến private hero URL và giá trị của nó là API suộc hero. Tiếp đến chúng ta sẽ chỉnh sửa hàm lấy danh sách hero. Ta không gọi từ message service nữa, và chúng ta sẽ dùng cái này HTTP này. Nó sẽ dùng HTTP và get hero từ URL. Tiếp đến thì chúng ta sẽ xử lý lỗi, là sẽ import thêm thư viện cut và chúng ta sẽ thêm lại handle error này. Tôi sẽ copy cả thay thế lại đây, handle error chưa có hàm này. Đấy, rất nhiều chỗ là
biết xong gọi hàm thì mới có định nghĩa hàm. Tôi thấy như vậy là hơi ảnh hưởng đến người học, họ sẽ gây hoang mang, không biết là sai ở đâu. Đây, sau khi ta biết giờ thấy hết lỗi luôn. Tiếp đến thì chúng ta sẽ chỉnh sửa một chút, đây là tab, hàm tab của chúng ta. Ok. Tiếp đến thì chúng ta sẽ chỉnh sửa phần lấy một hero này. Chúng ta cũng sẽ dùng HTTP và URL là cái biến chúng ta đã định nghĩa ở trên. Ok. Như vậy là chúng ta đã xong. Chúng ta sẽ cùng xem thành quả. Thành quả của chúng ta sẽ là không khác gì những bài trước, nhưng thay vào đó là chúng ta đã gọi HTTP. Được chưa? Các bạn có thấy độ trễ không? Thì chúng ta đang gọi qua HTTP nên độ trễ rất lớn. Vậy thì cái mà dùng service mới hoạt động được. Cái mà gọi là lazy lazy lát ấy, hơn gọi là observer này. Khi nào dữ liệu thay đổi thì sẽ thay đổi luôn. Hôm trước chúng ta lấy thẳng ra, không qua HTTPS thì đã lấy được thôi. Và trên thực tế thì chúng ta cũng lấy dữ liệu thông qua HTTPS. Vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo của khóa học học Angular trên nhà chủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.